YouTuber Vinh Nguyễn Thị sinh con ở tuổi 40, được khoe lang thang chúc mừng. Vinh Nguyễn Thị, một YouTuber người Việt ở nước ngoài được cộng đồng mạng chú ý trong thời gian qua. Tuy nhiên, chị ấy lại nổi tiếng theo một cách hoàn toàn khác, thậm chí là gây tranh cãi. Trong thời đại 4.0, phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế của mình và tỏa sáng trong mọi công việc. Dù vẫn đối mặt với những khó khăn và có đôi khi là định kiến, nhưng với đam mê cùng nỗ lực, phụ nữ hiện đại đã khẳng định vị thế của mình trong mọi lĩnh vực. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực YouTube, nền tảng video đã trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các bạn trẻ Việt thỏa sức sáng tạo và thể hiện bản thân vài năm gần đây. Có không ít YouTuber nữ sở hữu kênh số lượng theo dõi siêu to, lượt xem siêu khủng và thu nhập cao khó ai bằng. Trong đó không thể không nhắc đến cái tên Vinh Nguyễn Thị, nữ YouTuber luôn được nhắc đến với những màn review trái cây, đồ ăn gây sửng sốt cho người xem. Vinh Nguyễn Thị là vlogger ẩm thực hiện đang sinh sống tại Mỹ và sở hữu kênh YouTube với gần 1 triệu người đăng ký. Vào cuối năm 2019, nữ YouTuber bất ngờ gây sốc cộng đồng mạng Việt Nam với vlog ăn dâu tây, nhưng cảm ơn hơn chục người. Không chỉ vậy, vị vlog xàm này còn ăn dâu tây với đủ loại gia vị khiến người xem không khỏi bật cười. Sau đó cô tiếp tục khiến khán giả và cư dân mạng cười bò với những câu nói có ngữ pháp vô cùng khó hiểu. Dù review hơi khó hiểu nhưng nhiều người nhận xét rằng cô Vinh vẫn rất dễ thương khi mang tiếng cười cho khán giả. Một số khác cho rằng nữ vlogger chỉ đang làm lố thích gây sự chú ý. Danh sách những câu nói kinh điển của Vinh Nguyễn Thị. Đầu tiên là màn review trái thù lù, cô Vinh quả quyết: "Trái thù lù chính này nó ngọt lắm mọi người ơi, cần gì chấm muối." Thế nhưng ngay sau đó cô lại quắt quéo vì độ chua của nó. Sau đó là trải nghiệm ăn dâu tây cùng mắm ruốc, cùng câu nhận xét xanh rờn: "Sao nó thúi dữ vậy ta?" Câu nói hồn nhiên cùng biểu cảm hài hước khiến cô gây bão ầm ầm chỉ sau một đêm. Ngoài mắm ruốc, cô còn thử dâu tây với tương ớt và nước mắm. Cô chê tương ớt không ngon nhưng nước mắm thì lại khá tuyệt. Tuy nhiên, với những ai hay bị đau bụng thì khuyến cáo vẫn cứ là không nên thử nha mọi người, vì trải nghiệm này sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngoài ra, vì có vẻ rất thích dâu tây, cho nên trong kho video của nữ YouTuber cũng khá nhiều clip khác review về đủ cách ăn loại quả này. Cô có thể ăn cùng với muối tôm, ăn với hào, khiến ai cũng phải há miệng ngạc nhiên với phong cách của cô. Cũng trong video ăn dâu tây, cô gây sốc với diễn văn cảm ơn. Cụ thể, cô nói: "Quả có ngon có ngọt thì mình phải cảm công sức người đã trồng ra trái dâu. Mình cảm ơn người mùa dâu trước đã tạo hạt giống cho mùa dâu sau. Cảm ơn người lái xe đã chở hạt giống. Cảm ơn người Mỹ đã cho mình trồng dâu. Cảm ơn bác nông dân gieo hạt. Cảm ơn máy cày và người lái máy cày đã chăm sóc đất. Cảm ơn người chăm sóc dâu. Cảm ơn người tưới nước. Cảm ơn bác chở phân. Cảm ơn con đường để bác chở phân đi. Cảm ơn người hái dâu. Cảm ơn người đã chở dâu ra chợ bán. Cảm ơn bác quản lý chợ đã đề xuất bán giá dâu rẻ. Cảm ơn mấy con ong đã thụ phấn cho dâu. Cảm ơn người đổ xăng để tài xế có xe chở dâu." Thật sự nghe Vinh Nguyễn Thị nói cảm ơn mà nhiều người không thể chịu nổi. Chỉ là mua quả dâu về ăn thôi mà cô làm như là đọc tiểu sử của chúng vậy. Nhưng mạng nhận xét đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp chị Vinh. Ngoài ra, YouTuber Vinh Nguyễn Thị từng chiếm spotlight với màn review Dalgona khi liên tục nói những câu hiểu chích liền, khiến ai nấy cũng không nhịn được cười. Trong một video khác review về một loại hạt khô, nữ YouTube đình đám tiếp tục có phát ngôn khiến ai cũng té ngửa. "Nó béo nhẹ nhàng, béo cao độ, nó béo hơn độ béo của cái độ béo." Với thử thách ăn chip baki siêu cay của một lần nữa khiến khán giả vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng cũng cực kỳ giải trí. Cái lưỡi như muốn lột ra khỏi cái lưỡi bây giờ không còn là cái lưỡi mà là cái lưỡi, nhưng mà nó cay hơn cái lưỡi cay. Cô khiến dân mạng phát lú khi cho rằng bọt biển thực chất là nước miếng của biển. Sinh con ở tuổi 40 được khoe lang thang chúc mừng. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Vinh Nguyễn Thị lần đầu hé lộ cuộc sống gia đình. Theo đó, cô chia sẻ bản thân vừa mới sinh con ở tuổi 40. Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã để lại lời chúc mừng nữ YouTuber. Trong đó có cả khoai lang thang, anh viết: "Dạ, em chúc mừng chị và gia đình, hy vọng có dịp sang thăm chị. Cả hai hẹn mùa hè năm sau sẽ gặp mặt tại nhà của nữ YouTuber."